Hello, xin chào các bạn, mình là Công Tokyo đây. Hôm nay thì trên kênh của mình lại xuất hiện một bộ giày mới của Nike. Đó là Nike Pegasus Air Zoom Pegasus 36 phiên bản Trail. Tức là cái phiên bản là phiên bản dành cho anh em trekking, leo núi. Thì đây là một sự chọn khá là hoàn hảo cho anh em. Ok, thì về mặt thiết kế của đôi giày này, mình nhận thấy rằng là nó có khá nhiều điểm mới. Cái thứ nhất là trên cái phần upper này thì nó được phủ một lớp PTPU chống nước, thì anh em đi trekking sẽ không bị ướt. Đấy. Và cái upper bên trên này khá là thoáng nhé, nhìn các bạn thấy khá là thoáng. Ok, cái đế này là vẫn là cái đế zoom giống như đôi giày zoom Pegasus khác thôi, nhưng mà cái phần tiếp xúc với lại mặt đường mặt đất thì nó có thiết kế đó là khá là bám và gồ ghề nha các bạn ạ, để cho các bạn đi leo núi, leo những cái địa hình phức tạp nó được tối ưu nhất. Ok, cái đế này có màu vàng khá là đẹp, và bên này cũng biểu tượng một cái ngọn núi gì đấy. Và bên trong này cũng thế, nó là giống như kiểu là một cái bản đồ trekking cho các bạn. Khi mà các bạn trekking mà đi sẽ vẽ theo cái đường như này. Đấy. Ok, còn về mặt những cái phần thiết kế khác thì gần giống như đôi Pegasus 36 khác thôi. Thì nó khá là đẹp. Thì cái đôi giày này đang được sale bằng nửa giá store Việt Nam thôi. Hình như store Việt Nam bán tầm 4 triệu rưỡi hay 5 triệu gì đấy. Nhưng bên mình order cái thời điểm vừa rồi chỉ tầm hơn 2 triệu thôi các bạn ạ. Đây là một cái giá khá là hời cho anh em dân trekking mà muốn có những đôi giày cực kỳ chất lượng như thế này. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn với cái đôi giày này nhé. Ok, thì qua đây các bạn nào mà muốn yêu cầu muốn order những đôi giày chính hãng của Nike hay của Adidas vân vân thì có thể liên hệ với mình theo cái đường link mô tả bên dưới, mình là Công Tokyo. Xin cảm ơn các bạn.